Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đã là đầu tuần tại Hoa Kỳ là ngày thứ hai, ngày năm và ở Việt Nam cái bước qua là ngày thứ ba, ngày sáu rồi. Và nếu như mà các bạn chỉ nhìn vào giá cả của thị trường crypto đó, các bạn sẽ thấy được là nó cũng không có sự thay đổi nhiều. Các bạn thấy những đồng lớn đó thì cũng lên xuống không có bao nhiêu hết và hôm nay đó tổng vốn hóa thị trường là xuống 0.4% so với là ngày hôm qua. Thì nếu như chúng ta nhìn chung về crypto đó thì cũng không bị gọi là sôi động đâu Nhưng mà khi mà bạn nhìn vào thị trường chứng khoán hôm nay là một màu đỏ đó các bạn Chúng ta nhìn vào những chỉ số lớn đi Các bạn thấy được chúng ta có chỉ số Dow Jones xuống 1.4% S&P 500 xuống 1.79% và Nasdaq xuống gần như là 2% luôn Để các bạn có thể hiểu được là cái sự dao động nó lớn cỡ nào đó Thì các bạn thấy được là đây là một cái thống kê cho những cổ phiếu và các bạn thấy là toàn một màu đỏ luôn Bất kể là các bạn đầu tư vào cổ phiếu của công ty nào ngành nào phần lớn là một màu đỏ và hôm nay đã, đã có hơn 645 tỷ đã bốc hơi từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chỉ trong một ngày mà thôi các bạn có thể nghĩ là tương đương với hầu như toàn bộ vốn hóa của thị trường crypto bốc hơi trong một ngày đó các bạn có thể thấy được là cái sự khác biệt rất là lớn giữa crypto với chứng khoán là bao nhiêu đương nhiên thường không nói là crypto cũng như là chứng khoán thì chỉ nói được là crypto thật sự là một thị trường rất là nhỏ các bạn nhiều bạn thì có thể nghĩ là crypto bây giờ đã vốn hóa đã 900 tỷ Thậm chí là những lúc mà giá cả lên cao có thể lên tới là 2-3 nghìn tỷ Nhưng mà nếu mà các bạn so sánh với những cái thị trường tài chính khác đó Thì thị trường crypto vẫn rất là nhỏ, nó không có lớn như là nhiều bạn nghĩ đâu Đương nhiên nếu các bạn so với lại thị trường crypto cách đây khoảng chừng 6 năm, 7 năm về trước thì đương nhiên các bạn thì được là cái sự tăng trưởng rất nhiều rồi nhưng mà nếu như các bạn có lòng tin là crypto sẽ là một phần của thị trường tài chính thế giới sau này thì thị trường này thực sự rất là nhỏ chúng ta sẽ nói thêm nhiều chi tiết liên quan tới những tin tức lớn cũng như là những cái suy nghĩ của thuận liên quan tới thị trường crypto nhưng mà chúng ta hãy trở lại đi chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai bây giờ thì ra sao thì các bạn thấy là xanh nhẹ là một chút sau một ngày đầy màu đỏ trên thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ Chúng ta có thể nhìn vào dầu đó thì các bạn thấy được là dầu hôm nay ở mức là 77 đô đã dưới 80 đô rồi các bạn, dầu tiếp tục xuống nữa và chúng ta có thể thấy được là vàng đó thì bây giờ mức là 1782 vẫn đang tiến về cái hướng là 1800 đô rồi các bạn. Và chúng ta bây giờ hãy nói tới là tại sao mà hôm nay đã chứng khoán lại đỏ như vậy. Thì thực ra cũng không có một cái tin tức nào gọi là mới đâu các bạn. Vẫn là bao nhiêu đó thôi cái sự lo lắng đó vẫn như vậy. Sự lo lắng bây giờ đó thì đối với bản thân thuận thường cảm thấy được là có một cái sự thay đổi nhẹ. Trước đây đó thì thường cảm thấy là nhiều người họ lo lắng là Fed tăng lãi suất ảnh hưởng đến thị trường hơn là họ lo lắng về có một cuộc suy thoái tài chính. Bây giờ thường cảm thấy được là người ta lo lắng cả hai luôn các bạn, hầu như 50 50 rồi. Bây giờ mọi người vừa lo lắng là Fed tăng lãi suất và vừa lo lắng là chúng ta sẽ có một suy thoái tài chính. Trước đây đó thì phần lớn chỉ lo lắng là Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu mà thôi. Và có thể nhiều bạn nói là định nghĩa đó thì Hoa Kỳ đã đi vào suy thoái tài chính rồi khi mà chúng ta có hai cái GDP âm là GDP mới đây đó là một con số dương nhưng mà nhiều người cho là Hoa Kỳ cũng đã đi vào suy thoái tài chính rồi chỉ là chính phủ chưa công nhận mà thôi thì cũng có thể là các bạn nghĩ như vậy nhưng mà bản thân thuận đó thì theo cái cảm nhận cá nhân nhìn vào tình hình bây giờ so sánh với năm 2008 đó thì cái cảm giác chung nó cũng không có giống được các bạn năm 2008 đó thì cái sự lo sợ thường cảm thấy được là khắp nơi luôn bạn bè người thân của thuận đó rất là lo sợ một đó là họ lo sợ họ sẽ mất việc làm còn hai, nếu họ mất việc làm rồi đó, họ đang lo sợ là không biết là suy thoái kéo dài bao nhiêu và khi nào họ mới có thể kiếm được việc làm. Và khi mà chúng ta có những cái mối lo sợ đó đó thì người dân họ sẽ chi tiêu ít lại và họ cũng sẽ hạn chế đầu tư tại vì họ muốn bảo toàn cái số tiền của họ tại vì họ không biết được những ngày kế tiếp sẽ là sao. Và trong những mấy tháng qua đó cho bạn thấy là chi tiêu vẫn cao, người ta vẫn đi mua sắm. Chúng ta vẫn thấy được là tuy là có nhiều người bị sa thải nhưng mà phần trăm thất nghiệp cũng rất là thấp. Nhưng mà trong vòng khoảng chừng là 3 4 tuần đổ lại đó đã có một cái sự thay đổi để hơn chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được là một trong những cái đề tài mà nhiều bạn quan tâm tới nhất đó chính là liên quan đến cuộc họp kế tiếp của Fed đây là cuộc họp cũng rất quan trọng của các bạn cuộc họp cuối của năm nay có nghĩa là đây là cuộc họp cuối cùng rồi cuộc họp kế tiếp sẽ là tháng 2 của năm 2023 và cuộc họp kế tiếp này đó là sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 có nghĩa là còn khoảng chừng 9 ngày nữa các bạn chi tiết hơn là 8 ngày 16 giờ và ở thời điểm hiện tại đó thì cho bạn đã thấy được là chúng ta có 77% dựa theo CME đó là hợp đồng tương lai nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.5% 23% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75% Đó là cái hợp đồng tương lai hiện bây giờ Phần lớn vẫn nhiên về là Fed sẽ tăng ít hơn 0.5 Và điều này cũng phản ảnh những cái lời nói của những người ở trong Fed Các bạn đã biết là chúng ta cũng đã có một số những quan chức Fed Nói là khả năng là tháng 12 này sẽ là tháng đầu tiên Mà họ sẽ tăng chậm lại Và ngay cả chủ tịch Fed John Powell cũng đã nói là có khả năng đó sẽ là sự thật Họ sẽ tăng chậm lại nhưng mà họ vẫn chờ đợi thêm một cái thông tin thông tin đó là thông tin gì các bạn có biết hay là không đó chính là thông tin liên quan đến phần trăm lạm phát các bạn trong tuần này đó các bạn đã biết là thật sự cũng không có những cái thông tin gì là nổi bật đâu liên quan tới những cái sự kiện ở hoa kỳ thứ sáu này chúng ta có một cái thông tin đó chính là cái thông tin mà producer price index dịch đơn giản đây là cái phần trăm lạm phát của những người mà sản xuất hay là những người mà bán xỉ. Thì đây là một cái thước đo để xem coi là những người mà bán xỉ những cái chỗ mà sản xuất hàng hóa đó. Khi mà họ sản xuất mà cái giá mắc hơn, đương nhiên họ sẽ bán với giá mắc hơn. Thì đương nhiên đây có sự ảnh hưởng gián tiếp à, tới cái chỉ số CPI mà chúng ta thường hay xem. Nhưng mà cái thông tin quan trọng hơn đó chính là tuần sau các bạn. Tuần sau ngày 13 có nghĩa là ngay ngày mà phép hợp luôn đó. Các bạn nên biết là phép hợp 2 ngày mỗi lần. À, chúng ta sẽ thấy được là cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 13 và kết thúc vào ngày 14 tây tháng 12 và khi mà kết thúc ngày 14 đó chúng ta mới biết cái thông tin chính thức là Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào nhưng mà các bạn thấy được là ngay lúc mà Fed họp đó ngày 13 chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới CPI phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ rất là quan trọng luôn các bạn các bạn đã biết là tháng vừa rồi là một tháng mà có chỉ số cpi rất là tốt luôn đã giảm xuống còn 7.8 lần này có giảm nữa hay là không và tôi nghĩ đây sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng liên quan tới fed sẽ có cái chiến lược gì cho năm 2023 Tôi nghĩ là chúng ta còn một đợt tăng này nữa đó thì ai cũng nghĩ là fed sẽ tăng 0.5 hay là 0.75 nhưng mà mọi người muốn biết là năm sau fed sẽ ngưng tăng ở mức nào mọi người bây giờ đó thì có cái kỳ vọng là fed có thể ngưng tăng ở cái mức là khoảng 5 tới 5.5 có nghĩa chúng ta bây giờ ở mức là 4% rồi cho lãi suất của Fed nếu như mà kỳ này Fed tăng 0.5 đó chúng ta thấy được là đã đẩy cái phần trăm đó lên 4.5 và từ 4.5 cho dù là Fed tiếp tục tăng lên trên 5.5 đó thì các bạn thấy được là cả một năm sau chỉ tăng có 1% mà thôi trong khi một năm nay Fed đã tăng từ gần như là 0% lên tới 4.5 rồi Cái cú sốc đó thực sự quá lớn Cho dù tăng thêm một phần trăm nữa cho cả năm sau đó cú sốc đó cũng sẽ không có lớn lắm Tuy là cái sự ảnh hưởng là lãi suất nó sẽ cao làm ảnh hưởng đến nhiều thứ Nhưng mà ít ra cái cú sốc nó sẽ nhẹ hơn Chúng ta hy vọng là sẽ có những cái thông tin lạc quan hơn về Fed khi mà họ hợp trong vòng 8 ngày tới đây và đây là cái thông tin lớn nhất mà mọi người đang chờ đợi và cũng là cái sự lo lắng hiện bây giờ tại vì các bạn thấy là chúng ta ngoại trừ nghe nói tới những cái thông tin như là các công ty họ đã bắt đầu đã ngưng mướn người hay là sa thải nhân viên chúng ta bắt đầu lại thấy những cái dấu hiệu rõ ràng hơn là nền kinh tế đã chậm lại và chúng ta nói tới nền kinh tế chung luôn không phải là riêng gì ở hoa kỳ các bạn hôm nay nếu chúng ta có cái thông tin liên quan tới những cái đơn đặt hàng từ những công ty ở hoa kỳ mà họ đặt hàng từ trung quốc để mà gửi qua đó thông qua đường biển thì các bạn sẽ thấy bên dưới này đó là cái thống kê từ công ty Worldwide, Logistics Group cho thấy là cái đơn đặt hàng đã giảm 40% con số rất là nhiều luôn. Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái nhu cầu để mà mua sắm ở Hoa Kỳ có thể đã chậm lại rồi tại vì nền kinh tế đang chậm lại. Và người dân bây giờ họ có thể đã đang thủ chức, họ không có muốn chi tiêu nhiều tại vì họ lo sợ là chúng ta sẽ có một cái cuộc suy thoái và nhiều người sẽ bị thất nghiệp. Và đương nhiên điều này không chỉ riêng ảnh hưởng đến Hoa Kỳ mà ảnh hưởng đến Trung Quốc luôn. Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà những công ty ở Trung Quốc mà không có nhiều đơn đặt hàng thì họ đâu có kiếm được nhiều tiền như vậy. Thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng chung hết đó các bạn. Và có nhiều cái thông tin khác. Ngoài trên thông tin này ra, à, chúng ta cũng có những thông tin đến từ những cái công ty di chuyển hàng không đó như là FedEx thì họ cũng đã nói là có nhiều chuyến bay mà di chuyển hàng từ ở bên châu Á qua bên châu Mỹ đó. Thì nhiều chuyến bay đó có thể là phần nữa là không có gì hết các bạn có nghĩa là không có nhiều hàng hóa để di chuyển như trước đây và các bạn nên biết là tất cả những điều này đó đang xảy ra cái lúc mà ở trung quốc họ vẫn chưa thực sự thả lỏng về những cái chiến dịch chống dịch bệnh bây giờ trung quốc đó thì vẫn có nhiều nơi họ đang bị lóc đào và nhiều nơi đó người dân không có đi làm được các bạn cứ nghĩ đi mà bây giờ đó, cái số lượng nhu cầu mua đã giảm như vậy rồi khi mà tất cả mở cửa trở lại ở trung quốc thì có thể chúng ta sẽ có cái nguồn cung rất là cao mà nguồn cầu sẽ không có cao như vậy đương nhiên đây là một cái dấu hiệu không tốt cho nền kinh tế nói chung nhưng mà có thể là tùy theo các bạn là ai nếu các bạn đặt phép có thể đây là thông tin các bạn muốn thấy các bạn muốn thấy được là cái nguồn cung tăng lên nguồn cầu giảm xuống và đương nhiên điều này sẽ dẫn đến là giá cả sẽ hạ và giá cả hạ sẽ làm cho lạm phát giảm xuống thêm vào đó chúng ta cũng có cái thông tin đến từ nước anh đó các bạn Và nước Anh thì các bạn đã biết là bây giờ đó, Bộ trưởng tài chính của nước Anh đã nói nước Anh đang nằm ở trong một cái suy thoái tài chính rồi Và thậm chí đó chúng ta thấy được là có công ty CPI Họ đã nói là nước Anh đang nằm trong tình trạng là stagflation Có nghĩa là cái tình trạng là phần trăm lạm phát tăng cao Thất nghiệp cũng sẽ tăng cao Mà ngược lại đó thì nền kinh tế không có ổn Có nghĩa là cái GDP của nước anh sẽ giảm Đó là cái tình trạng stagflation Dựa theo cái ước tính từ CBI đó Thì hiện bây giờ Phần trăm thất nghiệp ở nước Anh là khoảng 3.6% nhưng mà ước tính tới năm 2023 và đầu năm 2024, phần trăm thất nghiệp có thể lên tới là 5% và nước Anh cũng đang đối đầu với là phần trăm lạm phát rất là cao luôn, không giống như là ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thì ít ra các bạn thấy là phần trăm lạm phát có thể đã được được quản lý rồi và đang trên con đường nguội lại nhưng mà nước Anh thì không phải các bạn cứ tăng và chúng ta thấy được là nước Anh đang đối đầu với phần trăm lạm phát tính tới tháng 10 đó là 11.1%, cao nhất trong vòng 41 năm qua luôn thì CBI nói đó là khi mà chúng ta bước qua năm 2023 và năm 2024 thì uh, chúng ta sẽ thấy tình trạng stagflation và điều này đương nhiên dẫn đến là người dân uh, sẽ không có chi tiêu nhiều, họ sẽ lo sợ có thể họ mất việc làm và điều này đương nhiên cũng sẽ đẩy cái phần trăm lạm phát xuống, họ ước tính uh, phần trăm lạm phát sẽ xuống 6.7% năm tới và xuống 2.9% năm 2024 cái mà Thuận muốn chia sẻ đây với các bạn đó là cái sự lo lắng bây giờ ở Hoa Kỳ là khi chúng ta nhìn vào những cái thông tin thường vừa chia sẻ đó thì nhiều người lo lắng là Hoa Kỳ có như nước Anh hay là không. Các bạn thấy được là CBI đó thì nói là nước Anh có thể đối đầu với một thập niên bị bỏ quên. Cái từ mà họ dùng đó là Lost Decade. Đây là cái từ mà hình dung nước Nhật trong vòng 10 năm liên tục mà nền kinh tế không được phát triển có nghĩa là 10 năm bị lãng quên thì bây giờ đó, nước Anh có cái nguy cơ đi vào tình trạng tương tự như này hay không thì thường cảm thấy là cái này có thể nói hậu quả hay không có cần phải tới 10 năm đâu. Nếu như mà chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát mà giảm xuống 2.9 năm 2024 thì bây giờ năm 2022 là còn 2 năm nữa thì lúc đó ngân hàng trung nước Anh là một lần nữa có thể giảm lãi suất để mà thúc đẩy nền kinh tế của nước Anh chứ không phải nổi mà 10 năm như vậy nhưng mà đây là cái từ được dùng bởi CBI. Dù sau đi nữa chúng ta cũng thấy là có nhiều cái thông tin đáng lo ngại và những nhà đầu tư đó thì một mặt họ đương nhiên là không muốn có một cái phần trăm lạm phát cao mà không quản lý được các bạn thấy được là lúc mà giá cả tăng ra giống như là thời gian qua mà nhiều quốc gia cũng đã thấy được phần trăm lạm phát đột ngột tăng mạnh lên thì cuộc sống người dân đã bị ảnh hưởng như thế nào rồi và tiền pháp định đã bị mất giá như thế nào. đương nhiên điều đó chúng ta không muốn là kéo dài chúng ta muốn có một cái phần trăm lạm phát quản lý được để thúc đẩy nền kinh tế phát triển chứ không có phải là một phần trăm lạm phát làm tiêu tan đi cái lực mua của tiền pháp định. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta đang thấy được là có phải cách duy nhất để mà quản lý đẩy lùi lạm phát đó chính là cần phải có một cái suy thái tài chính hay là cần phải làm cho thị trường cực kỳ tơi tả hay là không thất nghiệp phải tăng cao chỉ như vậy thì người dân mới có thể là họ không đầu tư nữa họ không có đi chi tiêu nhiều nữa thì mới có thể đẩy lùi được lạm phát có phải đây là cách duy nhất hay là không thì chúng ta thực sự thấy bây giờ đó đó là cách duy nhất chúng ta đã nhìn những cái thông tin thường vừa chia sẻ với các bạn cách duy nhất mà chúng ta biết để mà đẩy lùi lạm phát đó chính là làm cho nền kinh tế chậm lại và đương nhiên điều này sẽ dẫn đến là có thể người ta thất nghiệp, người ta sẽ không có đầu tư nhiều và chúng ta có thể thấy được là ngay cả Fed thì Fed cũng không có một cách nào khác và nếu chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ đó thì thật ra đã 40 năm rồi các bạn hơn 40 năm qua ở Hoa Kỳ chúng ta không có đối đầu với lại cái phần trăm lạm phát cao như vậy thì khi mà Fed nhìn vào lịch sử đó thì cái lịch sử gần nhất mà Fed có thể áp dụng đó chính là Paul Volcker thì Paul Volcker cũng đã đẩy nền kinh tế của Hoa Kỳ đi vào suy thoái để mà đẩy lùi phần trăm lạm phát đó là cái ví dụ duy nhất gần đây mà chúng ta có thể có cho nên nhiều người rất là lo lắng về vấn đề này cho nên cái cuộc họp vào tháng 12 này là cuộc họp rất là quan trọng mọi người muốn biết là đối đầu với những thông tin mới hơn thì Fed sẽ có quyết định gì không những là cho tháng 12 này mà cho năm 2023 cái điều quan trọng hơn cả là Fed đã quyết định là tăng 0.5 hay 0.75 đó chính là giọng điệu và suy nghĩ của Fed khi mà chia sẻ cái buổi họp báo về năm 2023 sẽ ra sao. Khi mà đến gần ngày đó chúng ta sẽ nói thêm nhiều thông tin liên quan đến cuộc họp của Fed. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a